Sinh con năm 2024 tháng nào tốt? Mặc dù con người sinh ra ai cũng có một số phận khác nhau, nhưng vận số tốt xấu cũng có thể phân tích theo từng tháng sinh cụ thể như sau. Sinh tháng 1 âm lịch, tháng Dần. Các em bé sinh vào tháng này thường là người có tài, có năng lực học tập và làm việc. Tuy nhiên vận số lại không được may mắn cho lắm, phải tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng mà không có sự phù trợ từ quý nhân hoặc gia đình. Khi biết năm 2024 hợp với bố mẹ tuổi gì sẽ giúp con khắc phục một phần vận hạn xấu. Sinh tháng 2, tháng Mão, có tài lộc, được nhiều người kính nể, sự nghiệp phát triển lớn mạnh. Nếu như gặp được thời thế, sinh con năm 2024 hợp tuổi bố mẹ, cuộc đời con sẽ thêm tài lộc và cát tường. Sinh tháng 3, tháng Thìn, là người ôn hòa, kính đáo, thông minh, có chí lớn, đáng tin cậy, có số tôn quý hơn người, đỗ đạt cao, lập được công lớn. Nếu biết năm 2024 hợp với bố mẹ tuổi gì thì sẽ giúp cuộc đời con thêm an nhàn và sung sướng. Sinh tháng 4, tháng Tỵ, là người có ý chí hơn người, lại có tài năng xuất chúng, vận số của họ sau này sẽ trở thành người nổi bật mà mang lại tiếng tăm cho cả gia đình. Nếu gặp được thời thế, sinh con năm 2024 hợp tuổi bố mẹ sẽ giúp con thêm thuận lợi trong cuộc sống. Sinh con tháng 5, tháng Ngọ, là người cương trực, tính khí nóng vội, có số gặp thời, có uy quyền nổi tiếng mọi nơi. Cuộc đời của con nói chung may mắn và thành nghiệp lớn. Nếu năm 2024 hợp với bố mẹ tuổi gì sẽ giúp con thêm hạnh phúc. Sinh con tháng 6, tháng Mùi, là người vận số trôi nổi, tiến thối lưỡng nan, công danh sự nghiệp khó khăn, khá giàu có thể làm nên sự nghiệp nhưng phải gặp thời. Khi biết năm 2024 hợp tuổi bố mẹ gì sẽ giúp con thêm thuận lợi trong sự nghiệp. Sinh con tháng 7, tháng Thân, là người có đầu óc sáng suốt, mưu trí hơn người, vừa có danh vừa có lợi. Nhìn chung, sinh vào tháng 7 này, vừa vận số của bạn sẽ khá thuận lợi, ít khi bị tiểu nhân hãm hại. Nếu biết năm 2024 hợp tuổi bố mẹ gì, cuộc đời con sẽ thêm may mắn. Sinh con tháng 8, tháng Dậu, sinh con năm 2024, tháng nào tốt? Sinh con tháng 8 là người có tài năng, kiệt xuất, ý chí cao lớn, phong lưu, nhã nhặn, số du ngoan bốn bể, hưởng phúc trời ban, nếu làm lãnh đạo sẽ rất thành công. Sinh con tháng 9, tháng Tuất, là người quyết đoán, sòng phẳng, chu đáo, hòa nhã, có số muôn sự như ý, phú quý, giàu sang, thuận lợi trên con đường thăng tiến. Khi biết năm 2024 hợp với bố mẹ tuổi gì sẽ giúp con có sự nghiệp, con thêm vững mạnh. Sinh tháng 10, tháng Hợi, những người sinh vào tháng này có tính cách thường có phần bị động, không thích đương đầu với sóng to gió lớn, không ưa mạo hiểm nên sự nghiệp khó mà thành danh. Sinh con tháng 11, tháng Tý, có vận số không được may mắn, số phải sống cô độc, có chí lớn nhưng không được tội nguyện. Nếu biết sinh con năm 2024 hợp với bố mẹ tuổi gì sẽ giúp con hạn chế điều này. Sinh con tháng 12, tháng Đinh Mạ, Đinh Sửu, là người chí cao nhưng không gặp thời. Nếu biết phát huy khả năng và nhẫn nại sẽ gặt hái được thành công nhưng không lớn. Và khi biết năm 2024 hợp với tuổi gì
cuộc sống của con sẽ thêm thuận lợi hơn. Sinh con năm 2024 tháng nào tốt? Những tháng tốt và thích hợp nhất đó là tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 8 và tháng 9. Tuy nhiên, trẻ sinh vào các tháng nào cũng đều khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Sinh con năm 2024 đến đây cũng hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.